Kính mời quý vị cùng nghe bài viết của nhà văn pháp Giang Lạc Tê qua bài Vĩnh biệt Sài Gòn. La Dìa Sài Gòn, tức Sài Gòn ơi Vĩnh biệt của Giang Lạc Tê Theo Phạm Kim Vinh, Vĩnh biệt Sài Gòn là lời đoạn tuyệt của Giang Lạc Tê Quy, cổ sĩ quan thuộc địa của Lạc Tê thực dân, của nhà văn Lạc Tê bị nhiễm độc về làn sóng khuyên tả lãng mạn của một thế giới hèn nhát trốn tránh sự thật với một Lạc Tê phản tỉnh, của mùa hạ 1975. Hơn thế nữa, vĩnh biệt Sài Gòn chính là lời thú tội và chuộc tội của Giang Lạc Tê Quy. Sau hết, vĩnh biệt Sài Gòn là lời sám hối của Lạc Tê Quy trước cái chết của hàng trăm ngàn người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam mà Lạc Tê Quy đã gián tiếp gây ra trong một thời kỳ đen tối của một kẻ cầm bút lâu năm. Quá nửa đời người còn ngu dại để trở thành con mồi chính trị Sau một chủ nghĩa man dở Ta hãy đọc lá thư tình Của Giang Lạc Tư Qua các trích đoạn từ bản dịch Của Phạm Kim Vinh Ấn hành năm 1979 Tại California Ngày 27 tháng 5 Năm 1975 Màn đêm vừa buông xuống Sài Gòn Và khép kín luôn cả 25 năm Cuộc đời tôi tại đó Tôi đặt chân đến Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 1950. Tôi bị đuổi khỏi thiên đường ấy vào ngày 28 tháng 5 năm 1975. Cái thành phố từ đó tôi bị xua đuổi không còn cái tên Sài Gòn nữa. Bây giờ tên nó là Hồ Chí Minh. Mỗi ngày thành phố ấy lại càng thêm xa lạ với tôi. Tôi thấy không còn gì để làm ở đó nữa. Còn thành phố kia thành phố mà tôi hằng yêu dấu thì đã chết khi các xe tăng Nga chở các toán lính Bắc Việt phá tung cánh cửa sắt của dinh Tổng thống. Ba người hỏa tinh từ Hà Nội tới, dáng nhỏ bé, mặc đồng phục xanh, nón lá trên đầu, hông mang súng. Họ làm như vẻ đọc bản án chủ xuất tôi vì những bài báo của tôi. Họ không biết rằng tôi đã quyết định xét đáp chuyến bay ngày mai và tôi không muốn rồng rằng hơn nữa hấp bên giường một người chết. Tôi đã bắt tay họ như bắt tay những người làm xe đoàn sau khi họ đã làm xong bổn phận. Đây không phải là một cuốn sách. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ viết cuốn sách ấy. Đây chỉ là lời vĩnh biệt Sài Gòn. Ngày 26 tháng 4 năm 1975. Đêm nay, dường như Tổng thống Thiểu đã bay đi Đài Loan. Tờ Courier de Cem Orient trải dài tám cột sáng nhất Tổng thống Pháp Giscard d'Estaing nói chuyện điện thoại với đại sứ Pháp tại Sài Gòn. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố, hy vọng một giải pháp chính trị vẫn còn có thể có được. Chỉ còn một mình tướng Dương Văn Minh chạy ở cuộc đua chính trị tại Sài Gòn. Nhưng vì Tổng thống Trần Văn Hương mới cầm quyền được 5 ngày, do đó ông ta muốn ngồi ở ngôi cho đủ một tuần đã. Ngài Tổng thống đề nghị châm Minh Cổ giữ chức Thủ tướng có toàn quyền. Nhưng Minh Cổ từ chối. Tướng Kỳ, đối thủ bất hành của Thiệu, viên vi công mặc bộ đồ phi hành huy hoàng tái xuất hiện. Ông ta ở đâu ra vậy? Kỳ tuyên bố ủng hộ tướng Minh. Theo ông ta thì cần có một chính phủ mới để lấy lại lòng tin của dân và đề ra một kế hoạch để đạt cuộc ngương bắn. Ông ta sẽ cùng với một số tướng lãnh, những viên tướng giỏi nhất của miền Nam, tìm cách ổn định tình hình quân sự đệ nhất phó thủ tướng, sắc đó là tướng Trần Văn Đôn, kiêm tổng trưởng quốc phòng đã ra những biện pháp cương quyết để trừng phạt những công dân nào tìm cách trốn ra khỏi nước. Biện pháp nào bây giờ? Ai sẽ thi hành? Chẳng còn gì nữa. Quân sự thì rối loạn và chính trị thì chấm rỗng. Tướng Đôn thì chẳng có gì để mất mát nhiều. Sanh tại tỉnh Bóc Đô, ông ta là dân Tây và mặc dầu ông ta đắt đốt giấy thông hành và đốt cả loan quân đội pháp để làm đẹp lòng ông diệm và bà nhu nhưng ông ta biết là không thể mất cái quốc tịch pháp những trò hề tình hình quân sự tuyệt vọng người mỹ di tản nhân viên và những người việt thân tín của họ một cách thanh thản như thể họ có rộng rãi ngày giờ cảm thấy bị người mỹ bỏ rơi người dân nam việt nam và nhất là người dân sài gòn theo linh tính hướng về người pháp ở khắp nơi cờ pháp bắt đầu bay người ta sơn màu cầu pháp trên mấy nhà, trước cửa tiệm. Đối với các tờ báo còn phát hành, người ta gọi cầu sàn là phía bên kia và người ta đành hy vọng một cuộc ngưng bắn. Tôi nhậu với một đại tá Việt Nam, trước phục vụ tại một đơn vị nhảy dù. Bây giờ, phụ trách báo chí tại Bộ Tổng Tham mưu. Tôi hỏi, Ngày mai, ông làm gì? Chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi bận lắm, không thể gặp ông, tôi phải lo để đứa con tôi đi ngoại quốc. Chính ra là ông lo chuyến đi của ông. Đồng thời với chuyện nhậu whisky để nói chuyện lập chiến khu, ông ta chuẩn bị chuẩn. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, 3 giờ 30 sáng, tôi thức giấc vì những trái hỏa tiễn nổ làm rung chuyển thành phố. Một trái nổ quá gần, tôi không thể ngủ lại được. Trong buổi sáng ngày 27 tháng 4 này, tin tức đưa về càng ngày càng tồi tệ. Sư đoàn 18 giữ Xuân Lộc đã phải rút và bị tan giá. Sư đoàn 5 cũng vậy. Để bảo vệ Sài Gòn, chỉ còn có một sư đoàn, vài đơn vị dù và một số lính tử vệ chiến đấu hố nay. Quốc hội nhóm từ sáng nay, thảo luận 10 giờ, nhì nhàng để rồi xác nhận tín nhiệm Tổng thống Trần Văn Hương, mời ông ta nếu cần, chỉ định một nhân vật để thay thế ông đạt tới một nhiệm vụ hòa bình trong danh dự và trong phẩm cách và với sự chấp thuận của quốc hội. Nhân vật ấy chỉ có thể là Dương Văn Minh. Danh dự và phẩm cách đáng kể gì khi cổng quân đã ở cửa ngõ Sài Gòn. Các tướng trình bày tình hình, có mặt tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, Trần Văn Đôn, Tổng trưởng Quốc phòng, ông tổng trấn Sài Gòn và ông tư lệnh cảnh sát. Tất cả đều nói rằng đã hết cả rồi rằng những đơn vị cuối cùng đã bị bao vây và giải tan nát, rằng cần phải thương thuyết với bất cứ giá nào và thật sớm. Nhưng quốc hội lại không chịu nhận Minh Cổ vì ông ta không phải là người của bọn họ. Trần Văn Đôn lại can thiệp lần nữa. Anh rằng dân Tây ở xứ Bắc Đô ấy giữ vai trò phát ngôn dân nước Pháp và bênh vực chính sách của Đại sứ Pháp Merilong. Đôn rất gắn bó với viên đại sứ ấy. Đôn thắng toàn quyền được cha cho tướng Minh, Tổng thống Hương sống cây gậy rời ghế. Đá gần như mù, ông vấp phải một bậc thềm. Minh cùng với Vũ Văn Mẫu trở về nhà để sửa soạn lập chính phủ. Sau cùng, giờ của Minh đã điểm, nhưng đã trễ quá rồi. Trễ cho Việt Nam, trễ cho nước Pháp và nước Pháp đang ngây thơ hy vọng rằng có thể đóng vai trò trung gian qua Minh. Trước khi đi ngủ, tôi đọc một điểm báo Việt Nam bằng pháp ngữ. Có lúc tôi thấy cần phải rủi mắt. Tờ tiền tuyến chạy dài tám cột. Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ đầu hàng Cộng sản, chừng nào quân đội vẫn còn đó và vẫn còn sự ủng hộ của nhân dân. Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tuyên bố trong một cuộc meeting quy tụ 10.000 người rằng các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mạnh và sẽ mang lại hòa bình trong danh dự cho xứ sở. Tờ xí luận không có chuyện thương thuyết đầu hàng đêm sẽ còn dài. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, thế là rốt cuộc Minh Cổ cũng lập được chính phủ của ông ta. Thực ra thì cái chính phủ ấy chỉ có hai người. Ông Nguyễn Văn Huyền, một người công giáo ôn hòa, sẽ là phó tổng thống và ông Vũ Văn Mẫu, nghệ sĩ theo đạo Phật, sáng lập viên của mặt trận hòa giải, sẽ là thủ tướng. Trễ quá rồi, mặt trận giải phóng vừa từ Paris cho biết Dường như cái mặt trận ấy chỉ có ở Paris, sẽ không nói chuyện với chính phủ của tướng Minh. Sáng nay, Sài Gòn sau yên tĩnh lạ. Nhiều chiến sĩ của một lữ đoàn dù đang bố trí trong thành phố sau các bức đường. Những người lính này không chán nản, không tuyệt vọng. Họ bình thản điều động như lúc thao giận. Đôi khi họ cười vui vẻ và chuyển cho nhau những chai coca. Nhưng họ không nuôi một ảo tưởng nào về số phận của họ hoặc về kết quả của trận đánh cuối cùng này. Tôi có cảm tưởng họ quyết định đánh đến cùng và quyết định xét tử chôn dưới những đống đổ nát của Sài Gòn. Và họ vẫn còn giữ được các cấp chỉ huy của họ. Một trong những cấp chỉ huy ấy là một đại tá trông dáng mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi đã từng cùng ông ta và vài người bạn ăn Tết năm 1971. Lúc đó ông biết là sắp tham dự cuộc hành quân vượt biên giới Lào để cắt đường mòn Hồ Chí Minh và ngay tối hôm đó, ông ta đã không nuôi ảo tưởng về kết quả trận đánh. Ông đưa cho tôi một hộp laser, tôi hỏi, tình hình ra sao? Chúng tôi sẽ chiến đấu và có lẽ chúng tôi là những người cuối cùng còn chiến đấu. Nên nói rõ là chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì Minh. Thiệu là đồ bỏ, Hương là bù nhìn, còn Minh là kẻ quá mềm miếu Cứ đứng một chỗ mà phụng phiu thay vì dùng sức mạnh để lật đổ Thiệu những kẻ sắp tới sẽ không để cho chúng tôi suy nghĩ theo ý riêng. Những con cá bự đã chuồn rồi, chúng tôi là cá nhỏ nên kẹt trong giỏ. Tân Sơn nhất cháy, biên hòa thất thủ, lửa cháy lớn, sáng rực ban đêm. Cuối cùng, vào lúc 22 giờ 51 phút, lệnh di tản bằng trực thăng được ban ra, ám hiệu là Option 4. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger nhân dịp này ca ngợi quân lực Mỹ. Ở chiến trường, các bạn là những người chiến thắng. Các bạn đã rời xa trường trong danh dự. Việt Nam sụp đổ vì những áp lực nặng từ bên ngoài. Nhưng các lực lượng Mỹ đã cho Việt Nam một cơ hội phải chăng để sống sót. Kissinger thì nói, chúng tôi hy vọng người Bắc Việt sẽ không tìm một giải pháp tuyệt đối bằng phương tiện quân sự. Họ đã đổi thái độ và chúng tôi vẫn không hiểu tại sao. Cơn hấp hối của Sài Gòn bắt đầu. Sau bao nhiêu, bao nhiêu ngày nữa nó mới chết ngày 29 tháng 4 năm 1975. Giới nghiêm trong 24 giờ để người Mỹ di tản xuống người Mỹ sau chót, chừng 1.000 người và hàng chục ngàn người Việt Nam được người Mỹ hứa hẹn cho đi theo. Cuộc bàn giao quyền hành ngày hôm qua là một màn hát bội vùng vẻ. Trực thăng không ngược đáp xuống và cất cánh tại sứ quán Mỹ. Trước cửa sứ quán, người Mỹ và một số người Việt được họ chọn lựa vứt bỏ xe hơi của họ trên những người bất lương sâu xé. Có cả trăm cả ngàn đang xô nhau trước tấm cửa sắt có lính thủy quân lục chiến canh giữ. Một người đàn bà khóc trong khi nhiều người mổ xẻ chiếc Mercedes của bà. Bà ta cứ nói đi nói lại. Thế mà tụi nó hứa sẽ cho chúng tôi đi. 11 giờ chúng tôi lái xe tới Tân Cảng. Thời tiết càng lúc càng nóng. Đàn ông, đàn bà, trẻ con mình đầy bùn, chưa qua những rào gỗ có mắc kém gai. Họ lội bùn để chui vào những kho hàng Mỹ. Các bà già răng đen bắt đầu ngồi xổm giảm bán những món hàng vừa mới vồ được, bán để lấy những tờ giấy bạc từ nay trở thành vô dụng. Một phái đoàn chính phủ do Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền hướng dẫn, ông được minh cổ ủy thác thương thuyết, đã tới trước hàng rào kém gai căn cứ tên sơn nhất. Bọn Cộng sản không tiếp, chúng không muốn bàn cãi nữa, chúng chỉ nhận sự đầu hàng vô điều kiện. Graham Martin đến thăm xã giao đại sứ Pháp. Lý do chính là để từ biệt và để tặng đại sứ Pháp món quà Mỹ. Sức Cadillac lẩu lấy màu đen. Đại sứ Pháp có lẽ chẳng cần đến món quà ấy nữa. Nhưng Martin mãi tới 3 giờ 30 sáng hôm sau mới ra đi. Sau khi bất lực chứng kiến tai họa, tai họa vì chính sách của ông ta, tai họa cho Việt Nam. Nguyễn Cao Kỳ, con người chủ trương đánh tới cùng, cũng ra đi trên chiếc trực thăng riêng của ông ta ông ta nguyện rủa thiệu vì ít ra khi chuẩn thiệu cũng còn có thời gian mang theo nhiều hành lý súng bắn ở khắp nơi đêm chót ở sài gòn là đêm điên loạn xung quanh thành phố những cây xăng bốc cháy khi đàn nổ tung lúc đáp xuống các mái nhà trực thăng mở đèn chiếu trông như đôi mắt của những quái vật gớm ghiếc đang tìm mồi tù nhân chính trị đã được trả tự do tù thường phạm cũng nhân dịp này trốn luôn Họ chỉ cần cúi xuống thì sẽ lượm được ngay một vài cây súng và những phần tử ghê gớm ấy đã tử võ trang cùng mình. Sài Gòn không hấp hối. Sau khi đã chút hết chất liệu, Sài Gòn đang dễ chết trong thối nát giữa các đám cháy và cướp bóc. Những kẻ may mắn đã chuẩn nhờ các trực thăng của Mỹ, những người khác thì lo trốn. Có những người thiểu não từ Tân Sơn Nhất trở về. Đó là nơi bị hỏa tiễn rót vào và chúng tôi, những nhân chứng bị bó tay, phẫn uất. Chúng tôi là những người đã từng yêu dấu thành phố này mà chẳng làm được gì để giúp nó. Sài Gòn bắt đầu sám hối về những sự mất trật tự, về sự ưa kiếm giác, về những quán rượu, những ổ điếm, về những sòng bạc, về những đêm điên loạn, về những cơn mê, và cũng vì những lúc say mê của chiều mến và của nhiệt tình. Và cái tinh thần độc lập đã từng đôi khi biến cái thành phố này thành một nữ chúa của tự do. Về Sài Gòn đã bị kết án tử hình. Chúng tôi vừa được biết tin ấy. Đài phát thanh của mặt trận giải phóng nghe được ở Tân Gia Ba tuyên bố rằng tên của Sài Gòn từ nay là Hồ Chí Minh. Tên của một người chết. Cái tên ấy không thích hợp với thành phố này. Tôi trở về phòng. Đại bác 130 ly đã im tiếng và hỏa tiến không nổi nữa. Nhưng còn em nhỏ kia đang làm gì? Em đang tắm trong vũng nước lầy ở lề đường. Em nhập bọn với những trẻ em trần chuộng khác, dẫn chơi dọc theo những bức tường của khách sạn, giống như những con mèo hoang. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Graham Martin và những cộng sự viên cuối cùng đã dùng trực thăng tới mẫu hạm Blue đang ở ngoài khơi cách vũng tàu 30 số. Mệt mỏi và sầu thảm, ông ta từ chối mọi lời tuyên bố và chui vào phòng riêng. Ông ta còn không mang theo nổi được lá cờ Mỹ như đại sứ Mỹ tại Nam Vang đã làm. Martin bỏ lại cả tấm hình chụp của gia đình Nixon có chữ ký của Nixon tặng. Tổng thống Ford Cuộc di tản đã chấm dứt. Cuộc hành quân này đã khép kín một dương trong lịch sử Mỹ. Henry Kissinger thì cho rằng đây là một thành công. Di tản được 950 người Mỹ và đưa đi 5.800 người Việt. Lúc này là 10 giờ 15 sáng, Tướng Minh đọc lời kêu gọi đầu hàng vô điều kiện trên đài Sài Gòn. 11 giờ 30, Long, một đại tá cảnh sát tử bắn vỡ sọ trước bức tượng thủy quân lục chiến đối diện trụ sở Hà viện. Ông nằm sóng sượt, chiếc nón kết có hoa lá bạc đặt trên ngực. Máu và óc chảy từ bên tai trái ra. Ông vẫn còn thở. Lúc ấy có tiếng xè xè của máy quay phim và máy chụp hình. Một lát sau, ông tắt thở tại bệnh viện Gran. 12 giờ 5 phút, một xe jeep chạy tới đường Katina, tức đường tự do. Trên xe cắm lá cờ Việt Cộng lớn, trong khi nhiều xe tăng tới chiếm dinh độc lập. Cờ Việt Cộng được trưng lên trước tiền đình. Một chiếc tên 54 húc tung cánh cửa sắt vì người ta chậm mở cửa, rồi bắn một phát đại bác vào vài chẳng súng đại liên để thị oai. 14 xe tăng khác theo sau, pháo tháp mở, cành cây cắm đẩy xe bây lính đổi mũ lợp lá theo kiểu mũ thuộc địa, quân phục xanh và đi dép Hồ Chí Minh chế tạo bằng vỏ xe hơi, võ trang bằng tiểu liên AK-47 của Trung Quốc, nhảy ra khỏi xe tăng, chạy vào dinh. Trên ba lơn, cờ của chính phủ cách mạng lâm thời được kéo lên. Sài Gòn bị chiếm và không cháy. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu và Tướng Minh là những diễn viên và cũng là những nhân chứng của những giờ chót của Sài Gòn Họ kể cho tôi nghe những giờ chết đấy. Và số phận của Sài Gòn đã được định đoạt trong vài phút của ngày 30 tháng 4, trong khoảng từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Không còn chút hy vọng nào để thương thuyết nữa. Hỗn loạn người trị ở đường phố và những đơn vị đầu tiên của Cộng sản đã vào Sài Gòn. Nhưng ở khắp nơi đều có những ổ kháng chiến, những đơn vị ưu tú bám lấy lãnh thổ. Gần lang xa cả các chiến sĩ dù đã đánh trận chót. Họ chiến đấu tới 11 giờ rưỡi, cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ cuộc gặp gỡ đau thương với tướng Hoa Lan Dương Văn Minh trở về thuyết phục họ, từ bỏ cuộc chiến. Họ đã dùng bazooka làm nổ tung 5 xe tăng Nga T-54 nặng 54 tấn, một chiếc nổ tung cùng với đạn dược trong xe. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975, Cô gái ngồi ngoan ngoãn gần một tòa nhà của bệnh viện Grand, tức bệnh viện đột đất. Kế bên cô là một chiếc vali còn mới bằng plastic và một chiếc giỏ mây mà ta thấy người thượng quen dùng. Cô ta mặc áo dài màu đen, kiểu của người thượng, nhưng tóc của cô màu hung và nước da trắng. Một cô gái thượng lai pháp. Cô ta bao nhiêu tuổi? 18, 20. Làn sóng tỉ nạn ghê gớm đã cuốn cô ta đi nhưng cô ta vẫn còn giữ mình nguyên vẹn tới được nhà thương dùng làm nơi tạm trú này nhà thương có treo một lá cờ pháp tôi phải đến gần mới nhìn thấy được những giọt nước mắt trên má cô ta trong khi đám người tị nạn bên cô ồn ào như đàn ông vỡ tổ quanh những gói đồ ngổn ngang cô gái im lặng những đứa trẻ ngủ gục giữa những người tị nạn người ta vừa cho họ biết rằng họ phải trở về nhà sài gòn không bốc cháy Sài Gòn xịt đổi chủ thôi. Cô gái ấy là kết quả của một mối tình giữa một người Pháp và một thiếu nữ người Ra đề. Người ta đã trở về Pháp. Cô làm việc tại một phòng thí nghiệm của một y viện Mỹ vùng cao nguyên. Người ta đã di tản cô ta cùng với số nhân viên của nhà thương và hứa sẽ hát đưa cô đi Mỹ. Từ Mỹ, cô sẽ tìm được cách tới Pháp và sẽ tìm được Salon Gòn sượt là nơi ở của người ta Nhưng người Mỹ đã ra đi một cách hỗn loạn. Họ đã bỏ rơi cô ta. Cô đã chạy tới bệnh viện Grand vì cô nghe nói đó là nơi trú ẩn của những người có quốc tịch Pháp. Cô gái tưởng mình là người Pháp. Có hai xác chết nằm bên nhau trong nhà thương Grand. Đó là hai viên tướng Nam Việt Nam tự tử bằng thuốc Nevakin. Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng cao nguyên và tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4 và quân khu 4. Tôi vẫn không tin là Sài Gòn vừa mới rơi vào tay những người cộng sản đó chỉ là một cơn ác mộng. Ngày mai tôi sẽ tỉnh dậy và nói chẳng có gì xảy ra hết. 6 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì những tiếng hú trong loa phóng thanh chuyển đi một thứ nhà quân hành, xen kẽ là những khẩu hiệu. Mọi tờ báo đều bị đóng cửa, kể cả tờ Courier des Chim Orient của người Pháp. Chỉ có một tờ Sài Gòn giải phóng in chữ đỏ và hình Hồ Chí Minh chiếm hết nửa trang nhất. Tôi tới nhà Minh Cổ, ông ta chưa được về nhà Người tài xế của ông cho biết đã nhận được tin của bà Minh, nói rằng ông ta được đối xử tử tế và chắc sẽ được về sớm. Ngày mùng 3 tháng 5 năm 1975, chúng tôi tới Hồ Nai, xía lũy của người công giáo chống cổng di cư, một gác chuông nhà thờ triệu hư hải nặng vì đại bác bắn. Vậy là đã có giao trai ở đây. Tôi ngừng xe và xin gặp cha sở một người đàn bà chừng 40 tuổi đề nghị hướng dẫn chúng tôi tới gặp cha sở. Tôi hỏi bà ta. Thưa bà, tình hình ra sao? Bà ta cúi đầu. Con trai tôi và 17 người bạn của nó vừa bị xử bắn. Tôi mới đi chôn chúng nó xong. Câu chuyện xảy ra như thế nào? Chúng nó là tử vệ và chúng nó đánh đến cùng. Chúng nó đứng cả trên gác chuông bắn xuống. Thế là rồi chúng nó bị bắn chết hết. Cha sở ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ. Hai tay để trong chiếc áo rộng. Phòng rất rộng, chắc được dùng làm nơi hội họp hàng ngày. Cha sở chừng 60 tuổi. Cha từ phát diệm di cư cùng các con chiên. Khi tôi hỏi cha, thì cha bảo người thông ngôn rằng cha không biết tiếng Pháp. Ở một góc phòng có một người cầm súng ngồi. Chắc hắn không phải là lính chính quy, vì hắn mặc bộ đồ bà ba đen thưa cha mọi sự tốt đẹp chứ phải tôi nhấn mạnh thưa cha mọi việc bình thường ư phải có thể phỏng vấn cha trước máy thu hình không không được không hiểu vì sao lúc ấy tên lính gác lại ra ngoài xem có chuyện gì không lúc ấy thì cha sở nói với tôi bằng thứ tiếng pháp rất giỏi tình thế của chúng tôi rất ngặt nghèo tai họa đã giáng xuống đầu chúng tôi Xin hãy nói với các bạn người Pháp của chúng tôi để họ cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi cần có những lời cầu nguyện ấy. Xin vĩnh biệt. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, có diễn binh kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh. Giờ trù có 3 ngày liên hoan mừng chiến thắng, biểu diễn các khí giới tối tân của Nga. Lần này có thêm vài đơn vị mặc đồ đen của bưng biển. Một phần trong số đó là người Nam nhưng tỷ lệ này không bao giờ quá 30%. Rốt cuộc, tôi tìm thấy cái huyền thoại mặt trận giải phóng trên khán đài danh dự. Bác Thọ, Bác Phát và Bà Bình thân mến, những nhân vật quan trọng tại Paris. Nhưng ở đây, họ đã tụt xuống hàng thứ 11. Rồi tới vụ đàn áp các ký giả ngoại quốc ở nhà hàng Continental. Vô tuyến, viễn ấn và những liên lạc với nước ngoài đều bị cắt đứt. Những hộp phim và những cuộn phim nằm chờ và chất đông ở đó, vô dụng sau khi đã cấm chúng tôi đi ra ngoài Sài Gòn. Kể từ sáng nay, người ta lại cấm chúng tôi cả chụp hình nữa. Hai chuyên viên thu hình của Nhật bị còng tay giả đi vì họ quay phim cảnh đường Katina. Các ký giả của các nước anh em như Nga, Hung Gia Lợi, Đông Đức, Ba Lan và đặc phái viên của AP từ Hà Nội được gửi tới để chứng kiến vụ diễn hành chiến thắng. Ngày 29 tháng 5 năm 1975, vĩnh biệt Sài Gòn. Tôi tới Sài Gòn lần đầu tiên vào năm 1950. Tôi đã yêu dấu Sài Gòn và đã ghét thành phố ấy 25 năm. Đó là một cô gái làng chơi tồi tệ, tham lam, ưa khoái cảm, ưa đổi gia vị và ưa những hương thơm ngát, Nga theo người này, ngã theo người kia, nhưng không bán mình cho ai. Một thành phố tự do và bây giờ không còn được tự do nữa. Màn đêm đã buông xuống thành phố ấy và buông xuống quãng đời 25 năm lính, ký giả và nhà văn của tôi. Tôi đã bay trên thành phố ấy lần chót, sang chuyến bay Aeroflot của Cộng sản để tới Vạn Tượng. Sài Gòn ơi, vĩnh biệt, răng lạc Và số phận của Sài Gòn đã được định đoạt trong vài phút của ngày 30 tháng 4, trong khoảng từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng.